con nó dàn lắp đưa tên tất cả luôn nha, lắp motor điện, lắp motor, dàn lắp máy xăng máy dầu đầy đủ. Hai công việc đó là gì đây? Đây là lắp motor, mô, lắp máy xăng đầy đủ. Đây là lắp động cơ máy dầu mình đi 10 rồi nè, 10 rửa rồi lên nè, quá trời dày bà con ơi, dày cực kỳ dày luôn nè, quá dày luôn, con xài thiên thu luôn, quá trời, sắt cái nóc đầy đủ rồi. Bồi cá hả? Sắt máy dầu đầy đủ rồi. Rồi máy dầu từ D10 cho lên D6, D8 cho nên đồ nè. Đầy đủ rồi con. Sắt inox bà con thích cái nhu cầu này nào làm đó, nói dòng nước ngọt bà con xài sắt cũng được, bà con sắt biết nào xét nó con dòng nước ngọt, còn dòng nước mặn cũng có xài nóc rồi, xéo thẳng đầy đủ bà con. Ok, chồng đã lên đến rồi à. Nhà anh Thọ có xe máy gì không con? Có cái giày đây nè à. Đúng rồi, giày cho giày nghe anh ơi. Dạ được chứ, ông quan trọng chỉ tiền cước của điện hơi đâu nó cũng đem tới. Nếu mà tính đúng rồi, giống như mới đóng tiền con đó, mới đóng thì Nam Định con đó, quay pin cho anh con nào quay pin con đó chịu mới gửi. Nó vậy thì thôi chê à, không có đề nó hết hàng về. Rồi ok, rồi 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 cực kỳ dày bà con ơi, quá trời dày luôn, quá dày luôn ha, dày ở ngốc thì chứ. Nó lắp hình máy dầu, mơ cái đóng quắn dây đóng mà cây đóng máy này trước nè. Dầu dành cho D6 nè con, D6 anh ở 40 anh ở thì nằm mấy dòng 4-5 ngựa D dầu vẫn xài được nha. Nó về đó bạn nóc nè. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Lắp máy xăng, lắp máy dầu, lắp motor, đây lắp motor, sắt inox đầy đủ, lắp máy xăng, cốt xéo, cốt thẳng, đầy đủ cho bà con hết. Ống đạp nước rồi con, ống đạp nước siêu tốc luôn nè, gắn chung với dàn lắp luôn, dành cho động cơ máy xăng máy dầu, động cơ điện rồi motor đầy đủ luôn nha. Bà con có động cơ nào hay có phương tiện nào thì đặt đây đi cầu đó. Đặc biệt ở đây sao là cái tiếng lồng trong rồi con, rất lợi hại nha, hai nòng có vòi nước dành cho máy nước luôn.
lô số này nè. Dạ.